I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that west coast high. And we feeling that, feel that vibe. Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình hiện đang cho thuê căn hộ dịch vụ khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7. Địa chỉ căn hộ dịch vụ của chúng mình là 793-33C, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là khu vực có các con hẻm xe hơi lớn thoáng mát. Khu dân cư rất thoáng đãng và an ninh nên được nhiều cư dân chọn làm nơi sinh sống. Bên cạnh đó, tiện ích xung quanh khu vực rất tiện lợi cho các bạn sinh viên hay các anh chị đã đi làm, dễ dàng kết nối đến Lotte Mart, SC Vivo City, Crescent Mall hay các khu trường đại học như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học RMIT, Đại học Tài chính Marketing. Khu dân cư còn có vị trí địa lý lý tưởng khi nằm sát với cầu Kinh Tẻ và cầu Him Lam, do đó sẽ thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa các quận 4, 1 và 8. Còn về căn hộ dịch vụ cho thuê của chúng mình thì nằm ngay mặt tiền đường Kiều Đàm, xe hơi qua lại thường xuyên, đường thông từ Him Lam ra Trần Xuân Soạn, nên kinh doanh buôn bán tất cả các mặt hàng, nhiều quán ăn ngon ngay cạnh cửa nhà bạn. Nội thất căn hộ được trang bị khá đầy đủ, bao gồm máy lạnh, tủ lạnh, giường, nệm, máy nước nóng, tủ quần áo. Các bạn sẽ được nuôi thú cưng, giờ giấc tự do, không chung chủ, an ninh bảo vệ 24/24. Và chi phí căn hộ sẽ dao động từ 4 triệu đến 5 triệu rưỡi. Mỗi căn hộ cho thuê đều có khóa từ, khóa mã số, vân tay từ ngoài cổng vào hay từng phòng. Căn hộ dịch vụ sang trọng đẳng cấp, có chỗ để xe máy riêng biệt, an ninh, có sân phơi đồ trên sân thượng, máy giặt đầy đủ, cổng bảo vệ 2 lớp, camera an ninh lắp đặt đầy đủ từ nhiều vị trí, cầu thang bộ, có đèn tự động bật sáng khi vào buổi tối. Căn hộ mới xây nên trang thiết bị nội thất còn rất mới, lối vào cầu thang rộng, có giếng trời nên mát mẻ và lấy ánh sáng tự nhiên. Hiện căn hộ chỉ có 7 căn nên số lượng khách giới hạn và chọn lọc những khách ở rất dễ thương, hiền lành và cảm mến. Căn hộ còn có ban công, có thể trồng cây hoa, tạo nên một không gian thoáng mát, dễ chịu. Được trang bị hệ thống tủ bếp, kệ và chậu rửa. Các bạn có thể nấu nướng và chế biến món ăn yêu thích ngay tại căn hộ của chính mình. Vị trí căn hộ kết nối rất thuận tiện với các tiện ích sau: Bách Hóa Xanh 500m, chợ Tân Hưng 500m, siêu thị Lotte Mart 1km, siêu thị Vivo City 1,5km, trường Đại học Tôn Đức Thắng 1,5km, Đại học Tài chính Marketing 800m. Nếu bạn muốn tìm một căn hộ tiện nghi, sạch sẽ, gọn gàng, đừng quên liên hệ với chúng mình nhé. Yeah, we do it better.